Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ban đầu, vợ Tịnh mang thai 3 tháng thì đến tìm ta, muốn kết hôn cùng ta. Sau khi sinh ra loại tạp chủng này, vợ Tịnh lại bị tiểu mệnh kiếp. Vì thế giữa ta và cô ta chưa bao giờ trải qua một ngày vợ chồng. Ơi, hắn là nuôi con cho người khác ư? Còn có tin giật gân nào thì tiếp tục nói đi. Ơi, chả trách từ trước đến nay không chấp nhận mình. Cho dù là giúp Liễu Thiên Dương cũng không chịu giúp mình. Chuyện tốt, như vậy thì trong lòng mình không có một chút trách nhiệm nào rồi. Nhưng mà cha ruột của mình là ai đây chứ? Một con tiện nhân trước khi kết hôn đã có thai. Hai tên phế vật cao cao tại thượng. Con chó già vệ thiên thương người, cũng có thể xem thường người ta được sao? Tiếp theo ta sẽ giết chết đồ đệ yêu dấu của người. Tiểu nhân ngươi năm đó, trừ phi là ham muốn sắc đẹp của vệ Tịnh, muốn leo lên vệ phủ. Bây giờ không đạt được như mong muốn, lại làm nhục vệ Tịnh trước mặt của nhiều người. Gọi lý thiên mệnh là tạp chủng, ngươi đúng là cái thứ vô liêm sỉ mà. Đâu má, cái loại tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ, lão tử thật sự là không thể nào nhịn nổi nữa rồi. Nguyệt Ninh gia tộc có thân, vệ phủ các ngươi có thân tộc hay không? Không có thân tộc, để ta đến làm thân tộc cho ngươi. Ơi vợ Tịnh, có giỏi thì bái đường với ta ở đây. Đợi ta đánh xong thì ta sẽ thôi ngươi ở đây. Chơi không? Chơi luôn. Vì vậy ra mình sớm đã không quan tâm đến thế tục, danh tiết nữa rồi. May mà ngươi cũng nghĩ ra được cách này. Nhất bái thiên địa. Ơi nhị bái cao đường. Mẹ đừng ngất mà. Đây chỉ là một hình thức thôi mà. Phu thê giao bái. Ơi động phòng thì dẹp đi. Ta hơi bận. Này chúng ta không nên ngăn cản hay sao? Không sao, bọn chúng cũng vứt hết niêm sỉ rồi. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy rất là đặc sắc hay sao? Lão Lý Viêm Phong, để ta mở mang tầm mắt, vô sinh địa ngục kiếm của ngươi. Làm một trận sinh tử thế nào, đến khi chết không được nhận thua. Ngươi đúng là kiêu ngạo thật, mặc dù ta không thích chém giết, nhưng ta có thể đồng ý với ngươi. Rất tốt, thế thì ngươi chết đi. Vượt qua thần thánh, chém chết thần thánh. Cái này còn nổ tung hơn là đánh bại với vệ thiên hùng. Hôm nay là lúc để Lý Viêm Phong ta dương danh khắp lời. Ra ngoài đi. Bát tinh đế sư. Sao có thể chứ? Kiếm chiêu của mình lại bị hắn hóa giải ư? Chiêu thức của mình đã dùng hết, nhưng lại chưa xuất ra được chiêu nào ư? Khoảng cách lớn như vậy. Đánh bại vệ thiên hùng thì cho rằng Chu Tước Quốc không còn người khác nữa hay sao? Chỉ dựa vào vô sinh địa ngục kiếm của ngươi, còn muốn khiêu chiến với Mộ Dương. Lý Viêm Phong, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, cái gì gọi là thiên lý chiến quyết, ngươi khổ luyện 5 năm, thì người khác không có hay sao? Phá diệt tinh hà. Nhanh nhìn kìa, sư tử biến lớn rồi. Đã đâm thủng kết giới thiên vân rồi, đờ mờ, chúng ta ở đài quan sát có bị ảnh hưởng hay không? Đờ mờ, sóng âm chí mạng còn có thần thông công kích vật lý của ba người một thể, biến thái. Tên này lại mạnh hơn rồi. Ở đâu ra cao thủ như vậy, còn tưởng rằng chỉ là một nhân vật nhỏ, ra vẻ với nhiều người. Cái tên thần thánh này cũng không yếu hơn so với Mộ Dương. Kết thúc rồi. Lý Viêm Phong, 7 cái tên, linh nguyên ở trên người của ngươi đã bị ta đâm 4 cái rồi, công lực đã bị phế đi một nửa, ta có thể lấy mạng của ngươi rồi. Nhưng nể tình ngươi nhiều năm nay đã cho tình nhi một nơi để đi, ta giữ lại cái tính mạng này cho ngươi. Ta thừa nhận thực lực của ngươi cũng không tệ, nhưng không có tâm của cường giả, ngươi chỉ có oán hận, báo thù. Lý Viêm Phong, cút xuống dưới đi. Thực lực của ngươi và ta ngang nhau, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Phong ca. Liễu Khanh, cút về cho ta. Lý Viêm Phong, bây giờ ngươi đã là một phế nhân rồi, không còn giá trị lợi dụng nữa, không xứng đáng để ở lại Lô Tôn Phủ. Sau này không được tiếp cận với Liễu Khanh nữa. Cút ra khỏi Diễm Đô cho ta, đừng xuất hiện nữa. Tỷ, cái tên chó tay sai này cuối cùng cũng tiêu đời rồi. Nhưng mà hắn cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho Lô Tôn Phủ chúng ta.
Lôi Tôn và Lôi Soái. Lôi Tôn và Lôi Soái nhất định là sẽ thưởng cho chúng ta. Đám chó chết cặn, cái đám chó chết này tên nào cũng ác. Xem ta là chó điên hay sao? Ta cút đi là được chứ gì? Lâm Triệu, ngươi đừng cho ta cơ hội bắt người, nếu không. Lựa chọn quyết định vận mệnh, Lý Viêm Phong, nếu như ngươi biết kết quả là như vậy. Ban đầu có lựa chọn đối đãi với mẫu thân và ta như vậy hay không? Sau này chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa. Tiếp tục. Người của Lô Tôn Phủ đừng xuống nữa, ba người các ngươi để lại cho Mộ Dương. Ta muốn khiêu chiến với hai vị của Nguyệt Ninh gia tộc, hai người các ngươi lên luôn một lần đi. Còn nói người khác ngạo mạn, không phải ngươi cũng như vậy hay sao? Đánh solo bọn ta không bằng ngươi. Nhưng nói về phối hợp, hai huynh đệ bọn ta phối hợp rất là ăn ý, được xưng là số kiệt của Nguyệt Ninh. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Đi chết đi, tuyệt đối là sẽ không tha cho ngươi. Có phải có láo nhiệt để xem rồi không? Ơi, mạnh thật, nhanh chạy thôi, bọn ta đầu hàng. Hai tên vô dụng này đến tấu hài hay sao? Ai nói không phải cơ chứ? Ngươi đến thật là đúng lúc, bởi vì Dương Thúc Thúc lập tức sẽ ra sân rồi. Cảm ơn, tiếp theo giao lại cho ta. Cảm ơn ta làm cái gì, ta cũng đâu phải là vì ngươi, vậy ra có ơn với ta thôi. Này này, đã nói đánh xong sẽ thôi vợ đó nha. Căng thẳng cái gì, bây giờ đi liền đây. Mặc Kỳ Nân, chuẩn bị chiến đấu. Ta không muốn đánh lâu gọn, đánh quá lâu đâu. Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên, ba người các ngươi lên luôn một lần đi. Ơi, ngươi nói thật sao, Mộ Dương này? Lẽ nào tưởng bọn ta giống như là hai tên vô dụng của Nguyệt Ninh gia tộc kia sao? Cho dù là ngươi có mạnh, nhưng muốn một đánh ba, thế thì có khác gì tự sát đâu. Cơ hội tốt như vậy, đừng phí lời nữa, ba người các ngươi lên luôn, giết hắn. Phụ thân yên tâm, ba huynh đệ của con nhất định sẽ cho hắn chết không có lời để chôn. Thành Mộc Lôi Phỏng, Sói Bạo Phong Thiên. Mộ Dương, đợi sau khi ngươi chết, tất cả vệ gia chỉ còn lại gia yếu bệnh tật, Kim Cương Tí Thần Viên. Ngày mai trận đấu kết thúc, cả nhà của vệ phủ sẽ không còn con đường sống nào nữa. Đáng tiếc, ngươi không thể nào tận mắt nhìn thấy, cả nhà bọn họ sẽ bị giết chết. Ơi, ai bảo vệ gia ngăn chặn con đường quật khởi của Lôi Tôn Phủ? Mà ngươi là kẻ ngăn chặn Lôi Tôn Phủ lớn nhất. Ba người này rất mạnh, Mộ Dương vẫn không có ưu thế. Vậy tại sao hắn lại muốn một đánh ba? Đánh từng tên một không phải là phần thắng sẽ cao hơn hay sao? Nếu đánh solo thì Dương Thúc quả thật là rất mạnh. Nhưng mà mục đích của Dương Thúc hiển nhiên không phải chỉ là thắng. Ba người này là trụ cột trung lưu của thế hệ trung niên ở Lôi Tôn Phủ. Dương Thúc đây là muốn động sát tâm. Không đánh solo là vì muốn ngăn chặn người phía sau từ bỏ chiến đấu và đầu hàng. Dương Thúc nhất định là sẽ tìm cơ hội trực tiếp giết hết cái đám này. Kỳ nhân của Dương Thúc cũng có hai thuộc tính. Nhân sát kiếm quỷ vũ. Mạnh thật, tại sao hắn có thể mạnh như vậy chứ? Kiếm ý của hắn căn bản là không thể nào ngăn chặn được. Địa sát kiếm mạch động. Bọn họ liên thủ lại không phải là đối thủ của hắn. Không hay rồi, bị Mộ Dương lừa rồi. Nhanh đầu hàng đi. Thiên mệnh nhìn kỹ đây. Thiên sát kiếm, Huyễn Diệt. Nhanh thật, thì ra nguyên dạng của thiên sát kiếm lại biến thái như vậy. Trực tiếp giết gọn luôn, đỉnh thật, uy lực lớn thật. Con trai ta, cả đời này của ta, ngươi không phạm ta, ta cũng không phạm người. Nếu như phạm ta, muốn ta chết hoặc là muốn ta mất mạng, thì ta nhất định sẽ lấy máu trả bằng máu. Bản lĩnh này của ta là do sư tôn truyền lại, vị trí phù chủ thiên phủ của ngài ấy không truyền cho ta và người thân. Mà hôm nay Lôi Tôn Phủ của ngươi lại giết hết vệ gia,
lại giết hết Vệ gia ta. Vậy thì Mộ Dương ta sẽ giết hết Nâm gia của người, vứt xác cho chó gặm. Lôi Tôn, ngài hãy gắng gượng. Lời châm biếm này có lực sát thương, trực tiếp hộc máu. Tất cả mấy đứa con trai yêu thích nhất đều chết sạch. Cháu thì thành thái giám, không thể nào hộc máu hay sao? Mặc dù có nghĩ tới hôm nay sẽ thua, nhưng không ngờ lại thua thê thảm như vậy. Không sao, chết đều là mấy người của Lôi Tôn phủ, Nguyệt Ninh gia tộc không bị thương vong là được rồi. Nhưng mà Mộ Dương này, thực lực còn hơn cả giám sát sứ, cũng không thể nào đụng tới hắn được, để tránh gây rối cho Nguyệt Ninh gia tộc và đám hư đại sự, và làm hư đại sự của Lang Thiên Tử. Nguyệt Ninh cơ nhất định là từ bỏ Lâm Tiêu Đình rồi, nhưng mà trận đấu ngày mai vấn đề không lớn, Lôi Tôn phủ này đã không còn giá trị. Trông coi gia tộc rồi, tự sinh tự diệt đi. Ông nội cha. Thiếu gia, hãy nén đau thương, cả nhà chỉ có hy vọng vào người nữa thôi, sao có thể như vậy chứ? Mộ Dương, đời này của Lâm Tiêu Đình ta sẽ trừ diệt cửu tộc của người, ta sẽ để ngươi chịu đựng tất cả mọi đau khổ trong nhân gian này. Lâm Tiêu Đình, ngươi nói để Dương Thúc chịu đựng tất cả mọi đau khổ trong nhân gian này sao? Thế thì ta hỏi ngươi, trong suy nghĩ của ngươi, có bao gồm cái cảm giác sung sướng mà ngươi đang được trải nghiệm hay không? Đúng vậy, ta nói là cái đó của ngươi khô héo thế rồi, đã bị đoạn căn tán làm cho thối nát như vậy, xin hỏi bây giờ ngươi có cảm giác gì? Ngươi có cảm giác gì vậy? Từ một thằng đàn ông trở thành một thứ không da nam không da nữ, cảm giác như thế nào vậy? Làm thái giám có sướng hay không? Thì ra tin đồn là thật sao? Lâm Tiêu Đình bị trúng đoạn căn tán thật ư? Đờ mờ, ta buồn cười quá đi. Ây, Lâm thái giám, không được, ta cười đau bụng quá rồi. Lý Thiên Mệnh, ta sẽ xx người. Lâm Tiêu Đình, cô ta đang đứng nhìn ngươi ở dưới cái cây kia đó. Nào, dũng cảm một chút, nói rõ với tất cả mọi người. Nói rõ, 3 năm trước ngươi cướp đi thánh thú chiến hồn của ta, giết chết bán sinh thú của ta, sỉ nhục chuyện kia của ta. Thánh thú chiến hồn vốn dĩ là của Lý Thiên Mệnh hay sao? Thì ra người luôn bị vu khống là Lý Thiên Mệnh hay sao? Nói không có chứng cứ, chỉ là con chó sủa bậy bạ mà thôi. Ngươi có dám đứng trước mặt của tất cả mọi người đấu một trận sinh tử với ta hay không? Chỉ có một người đi ra khỏi kết giới thiên văn này, ai mạnh hơn sẽ biết sự thật, dám hay không? Cầu được ước thấy, Lâm Tiêu Đình cuối cùng đã chờ được tới ngày này rồi. Ngày mai chính là ngày chết của người. Hoàng cung Chu Tước, canh gác đại ca, người hãy để bọn ta ra ngoài đi mà. Công chúa, bệ hạ đã dặn dò không để hai vị ra ngoài rồi, đừng làm khó bọn ta nữa. Hơn nữa bọn ta cũng đã xem tình hình của trận đấu, nói với hai người rồi mà. Ơi, chán chết đi được, xem chúng ta là phạm nhân hay sao? Về thôi Linh Nhi. Linh Nhi, ngày mai ca ca có trận sinh tử rồi, ta nhất định là phải giúp huynh ấy. Móng tay của ta vừa lấy lại giải phóng ra năng lực mới gọi là tưởng không khí, có thể sáng tạo ra một bức tường bí mật, không thể nào nhìn thấy được. Con người cũng có thể để trốn trong đó, nhưng mà ta vẫn chưa luyện quen. Thanh Nhi giúp ta luyện đi, chúng ta có thể lợi dụng tường không khí để rời khỏi đây. Ơi, nhất định là phải gặp được ca ca trước trận đấu. Mẹ, cha ruột của con là ai vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ơi, thật sự không biết nói thế nào với con đây, ta cũng rất là phiền não. Mọi chuyện đã qua rồi, còn phiền não gì nữa? Năm đó khi mẹ bằng tuổi của con, bảng đệ tử của Thiên Phủ, Dương ca top 1, mẹ top 4. Một lần nghịch luyện, một mình mẹ đi tới Đông Thần Vực ở chiến trường Trầm Nguyên. Đông Thần Vực cũng có một ngọn núi Chu Tước, rất cao. Lần đó mẹ đã leo lên đỉnh núi, sau đó gặp được hắn. Ơi, sau đó thì sao?
Sau đó thì sao nữa? Nửa gần rơm hay sao? Ngươi cút sang một bên, nhiều chuyện. Hắn là ai? Là người như thế nào? Nói thế nào nhỉ? Rất khó để miêu tả. Kỳ lạ, hắn chính là một cái bóng rất là mơ hồ, nhìn không rõ, sờ không được. Nhưng có lúc lại có thể gặp được người sống. Mẹ cảm thấy rất là thú vị, rất là huyền diệu, nên mẹ đã nói chuyện cùng với hắn. Hắn nói đây là khoảng thời gian đau khổ nhất trong sinh mệnh của hắn. Vị trí mà hắn bị nhốt rất có khả năng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn nói ở trong động rất là nhàm chán, bảo mẹ nói chuyện cùng hắn. Lúc đó tính cách của mẹ khá là hoạt bát, nên bắt đầu nói về chuyện của bản thân. Thật ra hắn là một con người rất là thú vị, biết kể chuyện cười, còn nói bản thân là người giỏi nhất của cả thế giới. Nhân vật phi phàm, đặc biệt rất biết chém gió, có vẻ rất giống với con của bây giờ. Ơi, con chém gió hay sao? Đừng ngậm máu phun người chứ. Ồ, hắn nói rất nhiều chuyện huyền diệu, khiến mẹ tin rằng hắn đến từ một thế giới vô cùng xa xôi. Hắn nói ngự thú sư phàm nhân có thể trở thành thánh, có thể kéo dài tuổi thọ sống cả hàng nghìn năm, vạn năm, thậm chí trải qua 12 đạo sinh tử kiếp, có thể trở thành thần linh của trời xanh, phổ độ chúng sinh, mãi mãi bất tử. Hắn còn nói mẹ giống như là một tiểu tinh linh, cả đời này hắn chinh chiến, sống chết mênh mông, rất ít khi gặp người như mẹ, ngây thơ, đơn thuần, cởi mở. Nói khiến mẹ ngại ngùng quá. Cái này không phải là do bản thân mẹ thèm vào đó chứ? Tự khen bản thân mình nhờ. Nói bậy, mẹ là người như vậy sao? Sau đó thì sao? Tiếp tục. Sau đó chúng ta đã sống với nhau hơn 20 ngày. Mẹ cảm thấy hắn rất là thần kỳ và cao thâm, còn vô cùng thú vị, nên đã thích hắn. Nhưng mà mẹ chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì với hắn cả. Dù sao mẹ và thế giới của hắn cũng ở rất là xa xôi, thậm chí cảm giác đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà có một ngày hắn đột nhiên rất là đau buồn. Hắn nói bản thân của mình bị lộ rồi. Kẻ địch đã tìm thấy vị trí của ta, ta không cam tâm, ta sẽ đem tất cả đưa cho bọn hắn. Nếu như tất cả đều rơi vào tay của bọn hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ là một trận tai họa diệt thế. Nhưng mà hắn căn bản không có lơ để trốn. Hắn rất đau khổ nói ra mấy lời này. Mẹ còn cho rằng chỉ là đùa giỡn để dọa mẹ mà thôi. Vì thế mẹ đã nói, có thứ gì ta sẽ giúp ngươi bảo tồn, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện ra. Hắn nói, có lẽ cách duy nhất đó chính là thông qua huyết mạch để truyền thừa. Sau đó thì hai người đã... Sau đó hắn nói hắn sẽ đi đánh lạc hướng của mấy người kia. Từ đó về sau mẹ chưa gặp lại hắn một lần nào nữa. Ây, sao nghe cứ có cảm giác không đáng tin thế nào ấy nhỉ? Con nghi ngờ nghiêm trọng, mẹ của chúng ta đã bị lừa rồi. Không đâu, mặc dù nghe cảm thấy rất là vô lý, nhưng hắn quả thật là không có lừa mẹ. Hơn nữa, con nên cảm thấy rõ ràng nhất, thứ mà hắn muốn bảo vệ con đã lấy được rồi. Nếu không, con tưởng 10 quả trứng trong không gian bán sinh của con từ đâu mà ra? Thì ra bí mật của mình mẹ vẫn luôn biết. Chả trách mẹ không sợ hãi về thực lực của mình. Sự thật này năm đó không ai chấp nhận được, vì thế mẹ đã lựa chọn che giấu. Chuyện mẹ mang thai không biết tại sao bị Lý Viêm Phong phát hiện ra, vì con nên mẹ đã đồng ý với hắn. Hắn chết rồi sao? Khi hắn sắp đi, bảo mẹ đợi hắn 3 tháng, nói nếu như không về thì chính là chết rồi. Mẹ đợi hắn 3 tháng, hắn vẫn không xuất hiện. Hơn nữa bụng của mẹ đã không thể nào giấu được nữa rồi. Mẹ không biết hắn có chết hay chưa, dù sao sự tồn tại của hắn ta đã vượt qua nhận biết của chúng ta. Nhưng nếu như có một ngày, khi con gặp phải hắn ta, có lẽ nhìn ra ngay đúng không? Nghĩa là sao? Lẽ nào nhìn rất giống nhau hay sao? Bởi vì hắn cũng có một cánh tay màu đen giống như con. Đờ mờ, cuối cùng đã phá án được rồi. Làm loạn từ lâu đến nay, thì ra là di truyền của cha ruột. Còn nữa, con không cần đổi tên, bởi vì hắn cũng họ Lý, tên là Lý Mộ Dương. Cái gì, không phải chứ? Con đừng có nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp mà thôi, không có liên quan gì tới Dương Thúc của con đâu.
Ơi, cái tên này thật là đặc biệt. Mẹ à, con phải đi một chuyến tới tháp Viêm Hoàng. Ngày mai là trận đấu rồi. Tối nay sao không nghỉ ngơi cho tốt nữa? Không sao, con có dự cảm tối nay mình có thể đột phá. Trận mưa này lớn thật. Thật giống với đêm của 3 năm trước đây. Kaka, cuối cùng đã tìm thấy huynh rồi. Linh Nhi, sao muội lại tới đây rồi? Nhiều ngày chưa gặp như vậy, ta cũng nhớ muội lắm. Linh Nhi cũng nhớ Kaka. Này này, các người vào tháp Viêm Hoàng mà nói, đừng bắt ta ở đây dầm mưa với hai người. Kaka, vừa lấy muội thể hiện, đó chính là năng lực mới của mình. Đỉnh thật, không chỉ có thể ngăn chặn được pháp thuật từ xa của đối phương, mà còn có thể ẩn thân, đúng là nghịch thiên. Linh Nhi, tối nay muội cố dùng năng lực này cùng ta tu luyện, giúp ta đột phá nhé. Được, ta sẽ ở bên cạnh của Kaka cho tới trận đấu ngày mai đánh xong thì thôi. Đờ mờ, ta đến làm bóng đèn cho các ngươi sao? Phụ thân, đối thủ ngày của ngày mai không xứng để cho ngươi ra trận. Không ngờ Chu Tước Quốc nhỏ bé lại có kỳ nhân như vậy, chưa bao giờ nghe tới luôn. Thú vị, khá là thú vị. Lý Thiên Mệnh, nếu như hôm nay không chết, ngày khác tiền đồ rộng mở. Nhưng nếu như hắn không chết, Lâm Tiêu Đình sẽ chết. Nhưng mà Lâm Tiêu Đình sao có thể chết ở đây chứ? Chỉ đáng tiếc, sai sót không được sinh ra ở vệ phủ, lấy được bảo vật nghịch thiên lại còn bị cướp. Hôm nay nếu như hồn còn ở đây cũng tính là... Hôm nay nếu như hồn còn ở đây cũng đáng để tôn kính. Hôm nay mưa lớn như vậy, người đến xem cũng không dám đi bao nhiêu, trực tiếp bắt đầu đi. Cuối cùng thì thời gian cũng đã tới rồi. Tối qua Thận Nợ đột phá đến Ninh Nguyên Cảnh đệ bát trùng, trận chiến hôm nay không là gì cả. Không ngờ người ra sân đầu tiên không phải là Lâm Tiêu Đình, lại là ngươi ư? Nguyệt Ninh Cơ, Lý Thiên Mệnh, ta không thù không oán với người, hôm nay cũng không muốn làm nhân vật chính. Ta không giết người, nhưng ta sẽ cho ngươi nhìn thấy, giữa ngươi và ta khoảng cách mà cả đời này ngươi cũng không theo kịp. Hôm nay ngươi nhất định là phải chết ở đây, ta sẽ cho ngươi cảm nhận thực lực thật sự của đệ tử Thánh Thiên Phủ. Là Nguyệt Ninh Cơ ta, là ân nhân lớn nhất đời này của ngươi. Ơi, nói xong rồi đúng không? Thế thì bắt đầu đi. Đom đóm, meo meo. Đến rồi, cái móng vuốt sắc nhọn của ta sớm đã đói khát lắm rồi. Tới luôn, liều luôn. Không ngủ nữa. Xem ra các ngươi rất có tinh thần. Thế thì đúng lúc, cô ta sẽ giao cho hai người các ngươi. Thứ này không xứng để ta ra tay.